chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình gần đến Đà Lạt rồi nha mọi người. Mình đang dừng ở một cái đèo đó mà không biết tên. Dừng nghỉ chân, xe mình thì kêu như là cái máy vậy á. Đây. Két nước của mình kêu rất là to. To kinh khủng luôn. Nói chung thì chạy đèo này hơi cực một xíu.